thôi, hãy em giới thiệu cho mình đi. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo. Em tên là Thanh Bình, hiện nay 26 tuổi, đang làm nhân viên kinh doanh tại Phú Yên ạ. Em là Thùy Dung và là dược sĩ, hiện tại thì em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì quê ở Phú Yên nên là tụi em yêu xa gần 1 năm rồi. Rồi 1 năm rồi gặp nhau được mấy lần? Tụi em thì gặp nhau rất là ít, chủ yếu là nhưng qua những cái chuyến từ thiện của hai đứa, một đứa thì từ Sài Gòn về còn một đứa thì tổ chức ở Phú Yên ạ. Thương quá ha, yêu xa gặp nhau có mấy lần buồn quá. Là hai bạn là mới yêu nhau có 1 năm thôi hả? 1 năm dạ. Cái lần đầu tiên hai bạn quen nhau là cái cơ duyên nào? Khoảng 1 năm trước thì em vô tình lên Facebook và thấy bạn Bình và em đang tuyển tình nguyện viên cho câu lạc bộ từ thiện của bạn ấy. Cho nên là em mới comment là chúc câu lạc bộ của bạn ấy phát triển. Xong rồi bạn ấy ép friend xong quen nhau luôn. Và cái lần đầu tiên mà gặp nhau như thế nào? Dạ thì sau cái bữa mà ép friend ấy thì tụi em có nói chuyện với nhau nhiều. Cái đợt Dung có về lại Phú Yên thì có hẹn bạn bè với lại em tới tại một quán karaoke. Sau bao lâu nói chuyện trên mạng? Dạ khoảng một tháng. Khoảng 1 tháng. Cái ấn tượng hai bạn khi lần đầu tiên gặp nhau ra sao? Dạ lần đầu tiên gặp Dung ở trên mạng thì ảo lắm á, mà ra gặp thì cũng thường thôi. Dạ thường. Mà thật ra thì em chơi Facebook thì mình phải đẹp đúng không chị? Đúng rồi. Khi ra rồi gặp thì vừa luôn vừa ú mà không có xinh như trên hình. Nhưng mà cái lúc mà 1 tháng mà hai bạn quen nhau trên mạng đó. Là hai bạn nói với nhau những chuyện gì, lúc đó là có thả thính gì chưa hay là cũng chỉ mới là bạn bè bình thường? Tụi em ban đầu quen nhau là không ý định gì hết, chỉ nói chuyện bình thường, chuyện công việc em cũng thấy bình thường, em chả thích. Nhưng mà cái lần em về Phú Yên đó là em gặp được bạn này xong thì cảm xúc em như thế nào? Ban đầu thì thấy cũng phong độ, về sau thì còn nhiều cái nó bất ngờ lắm chị. Rồi làm sao mà hai bạn quen nhau đó. Qua ngày hôm đó thì tụi em cũng nhắn tin, Bình thì cứ thả thính em thế thôi. Em thì cứ dẫn dưng như là sao chê ta mà vẫn thả thính. Dạ sau cái lần gặp đó thì cũng thấy cũng thích xong về em cũng thả thính mà thính không có dính. Tầm bắt đầu 1 tháng sau là em bắt đầu em chở trứng chuyển qua chán hoài mà không được. Dạ xong rồi cái em mới chốt hạ lại một câu thôi. Em đang ngủ xong rồi em nhận được tin nhắn lúc nửa đêm, bây giờ mày có yêu tao không, là câu tỏ tình của Bình. Ủa xưng mày tao ngoài đời hả? Lúc đó tụi em xưng nhau mày tao. Em thấy tin nhắn thì em cũng bình thường, em cứ nói trời ơi cứ giỡn như con nít này. Xong rồi em cứ nói là thôi mình cứ ừ cho vui, em nói ừ yêu thì yêu có ở đâu. Thế là từ đó tụi em thành người yêu của nhau. Nhưng mà lúc đó thì thực sự là chưa có tình cảm gì hết, em chưa có gì, còn Bình thì chắc là hơi thích em thôi. Cái lúc mà nhận cái lời yêu đó cho tới lúc mà các bạn gặp nhau lại và đi chơi là bao lâu? Tầm khoảng 1 tháng sau tiếp ạ. À. Dung về lại Phú Yên. Nữa hả? Dạ, sao nói chung là cái chuyến đó là định mệnh. Thì đặt vé 10 giờ đêm á là về tới Phú Yên, nhưng mà hôm đó là tàu trễ. Là về tới Phú Yên là tới 12 giờ là em chờ từ 10 giờ tới 12 giờ. Em có đi đó. Dạ ra đó, em vừa cầm cái đàn xong Dung là Dung hôn em. Dạ tại vì lúc đó em thấy thương quá, em thấy chờ đợi mỏi mòn quá, em thấy tội quá. Rồi bây giờ mình tiến tới cái trong cái quá trình hơn 1 năm nó có cái gì đẹp trước đi, kỷ niệm tình yêu có cái gì hấp dẫn không? Có lẽ cái lần mà làm cho em cảm thấy thương tội Bình nhất đó là lúc mà nội em bị bệnh nặng ở quê, xong em về quê. Bình thì đi công tác ở Nha Trang, Nha Trang thì cách nhà em khoảng 200 km. Xong rồi nửa đêm á Bình nghe tin xong rồi Bình chạy về quê. Trên đường đi từ thành phố về nhà em thì đường vắng, nhà em trên núi chị. Bình đi một đoạn đường rất là dài, là sương buổi đêm ở quê nó lạnh chị. Bình về ở nhà mình tím tái lau nhà vệ sinh, sau hỏi ra mới biết thì mình sợ ma quá, đi đường sợ ma quá cho nên mắc tè không có dám tè. Trời đất ơi, đi một mình không dám tấp vô lề tè. Dạ, dạ không có đèn sao dạ. Dám vô chị, mà đường là không có một nhà cửa gì hết đó chị, trống hoang trống hốc mà lạnh sương mưa bay nữa. Đi cái xe cà tàng đi cái xe kia cọt kẹt cọt kẹt, cảnh tượng lúc đấy em nói lỡ mà ai mà rờ sau đây chắc em cũng không biết đâu. Rồi sao lúc bạn gặp vậy bạn cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy tội và em thấy xúc động phải không? Và cảm giác cũng giống như là Bình là người trong gia đình của mình rồi, quan tâm đến mọi thứ, quan tâm đến cảm xúc của mình. Đó là điều em cảm thấy trân trọng. Có một cái chuyến đi từ thiện thì Dung á thì mang đồ ở từ Sài Gòn về, hàng của từ thiện với lại hàng của Dung thì bỏ chung. Mà em với Bình thì đi vào khám và cấp thuốc bệnh cho bệnh nhân. Còn ở ngoài này thì các anh chị cứ
tặng quà thế thôi. Thế là hành lý của em á, bao nhiêu thứ các anh chị tặng cho bà con ở quê đó hết. Xong rồi sau chuyến đi thì em chỉ còn mỗi bộ đồ trên người thôi. Em đi tặng quà cho mọi người 3 ngày em mặc bộ đó thôi. Còn hỏi em có mua gì không? Vậy sao không mua đồ khác cho người ta? Tụi em đi từ thiện là những chuyến ở trên núi cao, những đồng bào vùng sâu vùng xa chị. Cho nên là không tìm mua được. Thế là em cứ bộ đồ đó em mặc hoài thôi. Ban đầu gặp Bình thì em cứ thấy Bình cũng đẹp trai, cũng thơm tho, sạch sẽ lắm. Nhưng mà ở trong chăn thì mới thấy rận được. Bình nó vô cùng lười tắm, lười tắm kinh khủng khiếp. Bao lâu tắm lần? Nhờ vậy mà em 3 ngày không thay bộ đồ, ta vẫn thấy bình thường. À, đúng rồi. Nhưng mà lúc nào ra đường cũng phải là bảnh bao coi thử là phải xịn hoa là thơm tho, coi thử mình có đẹp đẽ chưa. Nhưng mà thật ra không biết là có sạch hay không. Có nghĩa là cái đó tới giờ này vẫn chưa có cải thiện được luôn hả? Dạ. Khi nào em nhắc thì tắm, còn không nhắc thì thôi. Không có em thì cứ... Thường thì ví dụ như cái thời gian lâu nhất bạn không tắm là bao lâu? Cái gì? Bạn bị sợ nước hay sao? Dạ, ở quê anh lạnh lắm. 3 ngày không tắm hả? Ba ngày không tắm là còn lâu. Lâu? Dạ. Lâu sau xịn nước hoa lên thơm. Trời ơi. Dạ. Em biết bạn ấy có bí kíp đó là nước hoa và lăn khử mùi. Nhưng mà cái đó thì cũng chỉ mới là ở dơ thôi. Bình biến thái thì vô số tội. Đâu rồi, bạn ấy một lần bạn ấy đọc ở trên báo mạng có bài viết về cái tác dụng của cái mùi xì hơi, đó là ngừa được rất là nhiều bệnh. Xong rồi bạn ấy cứ mỗi lần mà xì hơi xong canh em không cảnh giác là bạn ấy châm lại, lấy cái gì châm mùi đó lại, xong lại ập lên người em để cho em ngửi đó chị. Nhưng mà giống như em cũng thành thói quen rồi, mỗi lần mà em thấy Bình mà nhìn nhiều ghiền rồi hả? Không, chưa ghiền, nhưng mà kiểu như mỗi lần mà thấy Bình mà nhìn em nhìn vậy là em suy nghĩ chắc sắp mình sắp được ngửi nữa rồi. Em ban đầu thì em thấy nó hơi quá dị xíu, nhưng mà lâu dần em nghĩ thấy cảm giác như làm một cái thứ gì đó là của mình rồi, cảm thấy thân thuộc rồi. Cảm thấy thân thuộc rồi, bởi vì chỉ có khi gắn bó với nhau thì những cái gì xấu nhất thì mình thấy với nhau mà mình chịu đựng được, có nghĩa là mình hòa hợp được với nhau rồi đó. Dần dần ở giờ em mà ở trong Sài Gòn mà em thấy buồn ở lâu lâu em cũng nhớ cái mùi đó phải không? Dạ đúng rồi chị. May em vô đây em định gói một cái gói để mang vô cho Dung không hà, thôi nghĩ lại thì thôi bỏ đi. Thôi biến thái luôn. Trời ơi. Việc luôn không? Còn gì nữa không? Chuyện biến thái của Bình thì chắc có nhiều đó thôi. Còn em thì em thấy em cũng ngoan hiền dịu dàng. Không, anh nghĩ là em cũng phải biến thái là phải chấp nhận mấy cái gì. Dạ, để em kể chuyện. Thôi kể đi. Thôi em kể đi. Vạch mặt nhau đi chứ. Dung thì không có gì đâu chị. Nhưng mà được cái là bừa bộn vô cùng luôn. Hồi hộp quá còn gì nữa. Ví dụ đi về áo quăng chỗ, mũ quăng chỗ, giày quăng chỗ, rồi nằm ẹt lát, rồi sao? Xong em dọn. Em dọn luôn? Dạ, em dọn xong mà em la. Chứ không phải em dọn xong mà để không, mà la xong á, la bên đây, la bên đây. Sao mà cuộc đời này có người nào hoàn hảo được? Bừa bộn em thấy bình thường, mình cứ nói quá lên. Ai mà chả bừa bộn, mình mệt là mình cứ vậy đúng không chị? Trách nhiệm của Bình là bảo vệ và hỗ trợ cho em mà, đúng không Bình? Trời ơi, hai cái quăng chụp chứ không gì. Nãy giờ là cũng toàn là chuyện vui tình yêu đẹp mà. Không à, thấy không? Biến thái một chút nhưng mà vẫn vui. Có cái biến cố nào xảy ra ghen tuông chia tay gì không giữa hai bạn? Thì sao mà thì biến cố thì cũng từ cái chuyện bừa bộn. Nói chung là em đi làm là cũng mệt, về thấy cô này cũng bừa bộn quá, em la thì cũng sùng lên rồi bỏ đi. Em cũng cho đi một đoạn, kéo cái vali đi chắc cũng nặng lắm, chắc đi chắc cây số ra bên xe để đi vô Sài Gòn lại. Bình không có biết cách quan tâm người khác đó, chị. Kiểu như em đi thì kệ em thôi, khi nào em mỏi thì em quay về. Thế là em buồn chuyện gì em cứ bỏ nhà em đi thế thôi, rồi em đi uống trà sữa cà phê rồi đó xong em về. Làm vậy hoài nó bị lờn rồi. Ví dụ như em làm vậy em mốt em có đi luôn, người ta cũng để cho em đi luôn, mặc dù em cứ vậy. Đi chơi nó đi chơi, còn giận ta giận chứ. Thì em chỉ giận nhau vài ba ngày thôi à. Rồi ai năn nỉ cái đợt đó đi vô, nếu mà là chị mà để chị đi kiểu đó. Tại vì cỡ nào cỡ đi bộ xách cái vali con gái nữa, chưa kể là nguy hiểm. Ví dụ như nó có cái sự cố gì là em ân hận cả đời. Ít nhất có chia tay, có giận nhau cũng được. Em phải đưa người ta ra nhà ga đàng hoàng rồi đấy chứ. Sao để ta đi mình vậy được? Dạ, cũng cho đi một đoạn rồi cũng ra chở đi. Xong rồi em quay về thôi, em cũng chả nói gì hết. Mình là có chạy theo nhưng mà chị chở em ra tới nơi rồi mình quay về thôi. Không có nói thôi anh xin lỗi gì hết. Không ngọt ngào như những người khác đâu chị. Nhưng mà em thích vậy. Cô cặp này bó tay rồi. Tôi nói là có máu miếng thái mà không có tính. Rồi giới thiệu về gia đình nè, gia đình có ý kiến gì không? Cũng về nhà mấy lần rồi, cũng tụi em cũng định là nửa năm này thì tụi em cưới nhau. Giữa năm nay? Dạ. Lấy nhau thì mình sẽ sinh sống lập nghiệp như thế nào? Em là định ở Sài Gòn luôn, nhưng mà sau một thời gian suy nghĩ thì em nghĩ cùng vợ cùng chồng có vẻ là tốt hơn.
Cho nên là em quyết định về lại Phuyên để làm việc, cố gắng, có thể là cố gắng nhiều hơn bây giờ nữa. Tại vì mình lại phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng mà hai đứa cũng quyết tâm. Mà từ đây đến trước cái ngày cưới là còn có cái điều gì lo lắng về nhau không? Có cái điều gì mà chưa hài lòng về nhau không? Dạ thì thực chất ra thì Dung thì đã hoàn hảo với em rồi. Mong Dung là cứ những lúc mà em đi làm về thì đừng có bừa bộn để làm cho em khó chịu trong người thôi. Như vậy là em đã thấy vui rồi. Bình chưa phải là hoàn hảo đối với em đâu, nhưng mà tại vì em không hoàn hảo cho nên em chấp nhận. Em có muốn bạn Bình thay đổi điều gì không? Em nghĩ là phải quan tâm đến suy nghĩ của em nhiều hơn. Em cần một người hiểu em hơn. Ví dụ nhiều lúc em thấy công việc áp lực, mọi thứ áp lực, nhưng mà Bình cứ nói với em là không sao đâu Jun, mình còn là còn tất cả rồi. Em mong là Bình mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo hơn một chút. Thì qua chương trình lần này thì anh cũng không có gì, có một món quà nhỏ nhỏ để gửi em. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh. Muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi, là em. Em có muốn coi món quà đây không? Có. Rồi mời bạn mở ra. Dạ. Đây món quà đây là mực khô ạ. Dạ. Lý do sao tự nhiên đem mực khô vô? Dung là rất thích ăn mực khô. Mà ở trong đây thì mỗi lần mà thèm mực khô thì Dung nói không có ai mà không có ai cho Dung ăn. Thì kiểu gì cũng phải có mùi mới chịu á. Dạ, có mùi mới chịu được. Dạ. Em cảm nhận như thế nào về hành động bất ngờ và món quà ngày hôm nay? Thật ra thì Bình rất là quan tâm đến vấn đề ăn uống của em. Em thích ăn gì Bình biết hết. Cho nên với em chỉ có ăn uống và kim cương là em thích thôi. Nên hôm nay tặng ăn uống cũng được rồi, lần sau tặng kim cương. Cố gắng. Thật ra hai bạn rất là... Hai bạn sao ta? Nó là rất là dễ thương. Nó có những cái rất là trẻ con. Nhưng mà chính những cái đó cũng giống như là em bạn gái nói vậy đó. Nó cũng là cái chất kết dính để cho hai bạn hiểu nhau nhiều hơn. Giống như là chịu đựng nhau rồi từ từ nó cũng sanh thớt. Người ta nói là lia thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Nắm tay anh ấy thật là chặt, cảm nhận cái cuộc sống, cảm nhận cái tình yêu. Mọi thứ cứ để anh ấy lo. Chị hy vọng là hai em sẽ càng ngày càng vun đắp cho cái tình yêu của mình đẹp hơn nữa. Giờ chương trình em cũng xin gửi lời cảm ơn tới ba mẹ Bình, ba mẹ em. Hy vọng là ba mẹ và mọi người sẽ ủng hộ những cái dự định của hai đứa, ủng hộ những chuyến thiện nguyện của hai đứa. Tại vì với em sống là cho đi. Chắc chắn rồi.